Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 12 đối tượng đánh bạc ăn tiền. Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, ngày Tết Dương lịch 2023, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá phối hợp với công an phường Vĩnh Quang đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu phố Nguyễn Thế Bình, phường Vĩnh Quang. Qua đó đã tạm giữ 12 người, 2 con gà, số tiền trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Tụ điểm đá gà này do đối tượng Quỳnh Minh Trí sinh năm 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá đứng ra tổ chức và thu tiền sâu, đồng thời có thuê người canh đường. Tại cơ quan công an, Trí cho biết Trí đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền, mỗi trận các đối tượng cá cược với nhau từ 500 đến 1,2 triệu đồng. Trước đó, Trí từng bị công an xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.